Xin chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Chào mừng các em đến với tiết học online của tuần này. Và để biết thế nào là ngắn mạch và quá tải, cô mời các em quan sát đoạn phim sau. Mưa như mất điện tại một số khu vực khác trên địa bàn thủ đô, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến khiến quá tải, dẫn tới một số nơi nhảy automat hoặc sự cố cháy cầu chì do cùng lúc sử dụng quá nhiều thiết bị điện. Để khắc phục những sự cố bất thường kể trên, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã và đang cắt cử lực lượng ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn thủ đô trong những ngày nắng nóng cao điểm này. Qua đoạn phim trên thì chúng ta biết rằng quá tải là hiện tượng là sự cố về điện khi sử dụng quá nhiều các đồ dùng điện dẫn đến dòng điện của tải cao hơn so với dòng điện của mạch điện. Em hiểu thế nào là ngắn mạch hay còn gọi là chập mạch. Qua đoạn phim trên thì các em thấy là do trong quá trình sử dụng thì vỏ dây dẫn điện có ma sát dẫn đến trầy xước và làm cho dây pha và dây trung tính chạm trực tiếp vào nhau, gây ra hiện tượng ngắn mạch hay gọi là chập mạch. Vậy thì để bảo vệ mạch điện khi có sự cố ngắn mạch hay quá tải thì chúng ta phải làm thế nào? Biện pháp đó chính là sử dụng thiết bị bảo vệ của mạng điện. Và đây chính là nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Mời các em mở sách giáo khoa trang 183. Và các em hãy nghe giảng hết bài. Cuối bài này cô sẽ để nội dung viết bài. Nội dung của bài gồm có các nội dung sau: tìm hiểu về cầu chì, thiết bị bảo vệ thứ hai là automat, và thực hành cầu chì. Tìm hiểu về công dụng của cầu chì. Mời các em quan sát mạch điện gồm có nguồn điện xoay chiều, cầu chì, công tắc, bóng đèn. Khi đóng điện, dòng điện qua cầu chì, qua công tắc đến bóng đèn trở về dây trung tính, mạch kín nên đèn sẽ phát sáng. Vậy thì khi mạch điện làm việc bình thường, cầu chì sẽ có chức năng là dùng để dẫn điện. Khi có sự cố ngắn mạch hay quá tải, dây chảy cầu chì sẽ bị đứt, làm hở mạch để bảo vệ cho đồ dùng điện và thiết bị điện. Vậy thì cầu chì có công dụng gì? Công dụng của cầu chì dùng để bảo vệ cho mạch điện, cho đồ dùng điện khi có sự cố ngắn mạch hay quá tải. Tìm hiểu cấu tạo của cầu chì gồm có các bộ phận, gồm có vỏ, các cực. Đây là hai cực dùng để cố định dây chảy. Hai cực bên trong dùng để cố định dây dẫn. Và bộ phận cuối cùng đó chính là dây chảy. Thông thường dây chảy sẽ được làm bằng chì, thực hiện chức năng là dẫn điện khi mạch điện làm việc bình thường, và chức năng ngắn mạch thực hiện chức năng làm hở mạch khi có sự cố. Vỏ thường được làm bằng sứ, chức năng dùng để cách điện. Phân loại cầu chì. Dựa vào hình dáng của cầu chì thì có các loại sao: hình A là cầu chì hộp, hình B, hình D, hình E là cầu chì ống, hình C
là cầu Chì Nút. Phần nguyên lý làm việc. Khi mạch điện làm việc bình thường, dây chảy cầu chì có chức năng dẫn điện. Khi có sự cố, ngắn mạch hay quá tải, dòng điện tăng lên vượt quá giá trị định mức. Dây chảy cầu chì sẽ nóng chảy và bị đứt để làm hở mạch, bảo vệ cho đồ dùng điện và thiết bị điện. Bảng giá trị đỉnh mức dây chảy cầu chì. Với đường kính dây chảy là 0,3 mi, dây vật liệu làm bằng chì chịu được dòng điện đỉnh mức là 1 ampe. Vật liệu làm bằng đồng chịu được dòng điện đỉnh mức là 12 ampe. Dây chảy làm bằng nhôm chịu được dòng điện đỉnh mức là 6 ampe. Dựa vào bảng giá trị đỉnh mức của dây chảy cầu chì, các em hãy trả lời câu hỏi. Khi dây chì bị đứt, ta có được phép thay một dây chảy mới làm bằng đồng có cùng kích thước hay không? Đáp án sẽ là không. Lý do vì dây đồng có cùng đường kính sẽ có dòng điện đỉnh mức lớn hơn rất nhiều, dẫn đến thời gian nóng chảy sẽ kéo dài hơn. Thiết bị bảo vệ mạch điện thứ hai đó chính là aptomat, hay chúng ta vẫn quen gọi là cầu dao tự động hoặc là CP. Đây là hình dáng của aptomat. Phần nội dung này các em xem sách giáo khoa ở trang 185. Thực hành cầu chì. So sánh dây chì với dây đồng. So sánh ở đây có hai nội dung, đó là xét về độ cứng và nhiệt độ nóng chảy. Xét về nhiệt độ cứng thì theo em dây đồng với dây chì, dây nào cứng hơn vậy các em? Dây đồng sẽ cứng hơn ha. Hay nói ngược lại, dây chì mềm hơn so với dây đồng. Xét về nhiệt độ nóng chảy thì dây chì có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn so với nhiệt độ nóng chảy của dây đồng, nên nó thường được dùng làm dây chảy của cầu chì. Thực hành trường hợp mạch điện làm việc bình thường. Trường hợp thứ nhất, khi đóng khóa K, cho biết trạng thái bóng đèn, giải thích. Theo em, khi đóng khóa K thì bóng đèn sẽ sáng hay không sáng? Khi đóng khóa K, dòng điện từ dây pha qua cầu chì, qua khóa K đến bóng đèn trở về dây trung tính. Vậy thì mạch điện này kín nên đèn sẽ phát sáng. Trường hợp thứ hai, làm đứt dây chì, đóng khóa K. Theo em, bóng đèn có phát sáng không? Khi chúng ta làm đứt dây chảy cầu chì thì dòng điện sẽ đi đến cầu chì rồi ngưng lại, không đi qua tiếp hay kem ha. Do đó bóng đèn sẽ không phát sáng vì hở mạch, vị trí hở là ở cầu chì. Vậy thì khi mạch điện làm việc bình thường, dây chảy cầu chì sẽ có chức năng gì? Chức năng là dùng để dẫn điện. Thực hành bảo vệ ngắn mạch của cầu chì, mời các em quan sát mạch điện. Dòng điện xoay chiều 6V, cầu chì, khóa K, bóng đèn. Lưu ý, khóa K đang được mắc song song với bóng đèn. Khi mở khóa K, đây mở khóa K đây, cho biết trạng thái bóng đèn, giải thích. Theo em, bóng đèn sẽ sáng hay không sáng? Khi đóng điện nè, dòng điện từ dây pha qua cầu chì đến khóa K, do khóa K đang mở thì nó sẽ dừng ở vị trí cực động của khóa K. Tiếp tục dòng điện qua bóng đèn trở về dây trung tính. Vậy thì ở vị trí bóng đèn thì mạch kín nên đèn sẽ sáng. Ở đây cô thiếu chữ đèn nghe các em. Trường hợp thứ hai, khi đóng khóa K,
Cho biết trạng thái bóng đèn. Giải thích. Khi đóng khóa K thì lớp lưu ý dòng điện từ dây pha qua cầu chì đến khóa K trở về dây trung tính thì đây là hiện tượng ngắn mạch. Do đó, dây chảy cầu chì sẽ bị đứt và làm hở mạch nên đèn sẽ không sáng. Chúng ta học ở bài thiết bị đóng các mạch điện thì công tắc phải được mắc nối tiếp với tải. Trường hợp nếu mắc song song thì xảy ra hiện tượng gì vậy các em? Đó chính là hiện tượng ngắn mạch. Hướng dẫn về nhà, các em sẽ viết bài vào vở. Nội dung viết bài là những trang bên dưới. Các em hãy xem trước bài 55 sơ đồ điện. Đây là nội dung viết bài. Cô mến chào các em.